Vào năm 2019, cả mạng xã hội sốt dần dần trước bộ phim truyền hình quốc dân về nhà đi con, ngoài thành công của những nhân vật chính, thì cặp đôi chim di Bảo Hân và Quang Anh chính là spotlight cực hút giới trẻ theo dõi phim. Mới đây, khán giả đã có dịp hội ngộ Lo Choi và Quang Anh khi cả hai cùng một người bạn đã quay TikTok cùng nhau. Tuy nhiên, ngoài hình thay đổi của Bảo Hân và cả Quang Anh khi đứng chung một khung hình khiến netizen không khỏi bất ngờ. Bảo Hân và Quang Anh gây sốt từ trong phim gia đến ngoài đời. Hình ảnh gần đây của Bảo Hân và Quang Anh Cụ thể trên kênh TikTok cá nhân của mình, Quang Anh và Bảo Hân đã đăng clip bắt trên nhảy cùng nhau. Nhiều netizen đã bày tỏ sự bất ngờ dành cho cả hai khi mới 3 năm kể từ khi về nhà đi con phát sóng, Bảo Hân và Quang Anh đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Clip Quang Anh và Bảo Hân hội ngộ sau 3 năm về nhà đi con lên sóng về phía Tomolo Choi, so với thời còn làm Dương, con gái út của bố Sơn trong phim Bảo Hân ở thời điểm hiện tại có thể nói là ngày càng men và đẹp trai hẳn ra. Không đơn thuần chỉ là hình tượng trong phim nữa, nhiều người còn nói nhìn ngoại hình của Bảo Hân hiện tại hệt như Dương bước ra ngoài đời thật. Ngoại hình của Bảo Hân gần đây, Bảo Hân ngày càng đẹp trai hẳn ra. Quang Anh, cậu bạn thủ vai bạn thân Bảo, Trác Dương trong phim bây giờ cũng đã thành một anh chàng đỏng dáng, bảnh bao. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận xét rằng gương mặt của Bảo đã có nhiều sự thay đổi khác lạ. Theo đó, cư dân mạng cho rằng chiếc mũi của Quang Anh có phần hơi cao hơn so với khi đóng về nhà đi con, chiếc trầm cũng thon dài hơn. So ảnh với thời về nhà đi con thì đúng là có hơi khác lạ thật. Tuy nhiên, nhiều netizen thì cho rằng từ trước đến nay gương mặt của anh chàng vốn dĩ đã như vậy rồi. Có chăng nhờ giảm cân và dùng áp nắng bóp, một chút nên mới có phần hơi khác khác thôi, vẫn điển trai y hệt vậy. Ảnh cũ của Quang Anh trước khi giảm cân. Nguồn: Tổng hợp